Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương ha. Cây có đường thanh rất là quái nè, và đã được ép vô một cái chậu Nhật thuần chậu sống khỏe này ha. Cây này được ép vô một cái chậu Nhật rất là đẹp nè, một cái chậu Nhật đắp nổi ha. Cái chậu này thấy không là cũng 70-80 ngàn rồi đó mọi người. Cây có đường thân quái đã được hình định hình chi tàn rồi ha. Cây này về mình để bàn chơi Tết rất là đẹp nè. Mình nuôi càng lâu cho cái bộ tàn này nó càng ngày nó càng dày ra thì nhìn cây nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Rồi em xin giao lưu cây sam hương ép cho chậu gốm Nhật này với giá là 250.000, em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.